Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, lượng xe nhập khẩu về Việt Nam 9 tháng đầu năm tăng vọt, trong đó xe xuất xứ Trung Quốc tăng gần gấp đôi sản lượng so với năm ngoái. Cụ thể, tháng 9 lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu là hơn 18.400 chiếc, trị giá 377,7 triệu đô la. So với tháng 8, lượng xe nguyên chiếc nhập cảng tháng 9 tăng 22,2% về số lượng và 26,4% về giá trị. Lũy kế đến hết quý 3, tổng lượng xe nguyên chiếc nhập cảng là hơn 124.900 chiếc, trị giá 2,56 tỷ đô la. So với cùng kỳ năm ngoái, tính đến hết tháng 9, lượng xe nguyên chiếc tăng 32,7% về số lượng và 16% về giá trị. Đáng chú ý, ô tô nguyên chiếc xuất xứ Trung Quốc tăng mạnh vượt 2 năm trước, đạt 21.948 chiếc, trị giá 635,4 triệu đô la. Trong khi cả năm 2023, Việt Nam chỉ nhập khẩu hơn 11.000 ô tô từ Trung Quốc với tổng kim ngạch đạt 394,2 triệu đô la. Năm 2022, số lượng nhập khẩu xe Trung Quốc là 17.333 chiếc. Tình hình biến động của thị trường vàng vẫn luôn nhận được sự quan tâm rất lớn. Hầu hết giá vàng nhẫn của các doanh nghiệp hôm nay đều tăng giá ổ ạt. Sáng nay ngày 13 tháng 10, giá vàng nhẫn tròn tăng 200.000 đồng một lượng so với trước đó, lên mức 83,5 triệu đồng một lượng. Giá vàng trong nước tăng xuất phát từ việc giá vàng thế giới liên tục tăng trong các phiên giao dịch gần đây. Cụ thể, giá vàng nhẫn tại Doji niêm yết ở ngưỡng 82,55 đến 83,45 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 550.000 đồng một lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng qua. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng tròn trơn ở ngưỡng 82,52 đến 83,42 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 540.000 đồng một lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, các doanh nghiệp đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC 82,5 cho đến 84,5 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giá mua vào bán ra vàng miếng SJC 2 triệu đồng một lượng. Thị trường vàng miếng SJC đang trong giai đoạn ảm đạm bởi doanh nghiệp hết vàng SJC bán ra. Dự án khôi phục nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An có tổng mức đầu tư trên 5.000 tỷ đồng, trong đó phần lớn là vốn ODA của Nhật Bản, dự án JICA. Riêng gói thầu KC2, K12 đến K32, kênh chính Đô Lương có tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng. Theo thiết kế, kênh có chiều dài 56 km, sẽ qua địa bàn các huyện Đô Lương, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Điều đáng nói là hạng mục này mới đưa vào sử dụng chưa được bao lâu, đã xuất hiện nhiều vấn đề đáng lo ngại, ghi nhận của phóng viên VTC tại Nghệ An. Vị trí sụt lún mái tả bờ kênh chính thủy lợi Đô Lương, đoạn qua xã Lý Thành, huyện Yên Thành, với chiều dài khoảng 15 mét, lún sâu khoảng 1 mét so với mặt bờ kênh. Toàn bộ tấm lát mái bị chuyển dịch, trượt xuống phía lòng kênh. Đây chỉ là một trong rất nhiều điểm sụt lún diễn ra trên cả mái hữu và mái tả kênh thủy lợi này. Cái sạt lở ở đấy thì là nó rất là ở đấy là nó thuộc vào cái kênh nội. Nên là nó rất nguy hiểm nếu chỉ mà vừa là xảy ra là cái tai nạn cho người đi lại, nếu mà vừa dần vỡ cánh là có thể là lụt các cái xã như là Lý Thanh, Nam Thanh, Cảnh Thanh, Long Thanh. Còn đây là mặt bờ kênh chính Đô Lương vừa được đầu tư xây dựng đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều điểm bị nứt gãy, sụt lún mặt đường bê tông như K14+270, K15+400, K16+635. K16+682, K17+280, K17+454. Đặc biệt, tại vị trí K16+635 đến K16+682, bờ tả đã xuất hiện sự cố nứt, sụt lún làm nứt gãy mặt đường bê tông dài 47m và sụt nghiêng xuống 0,3m. Do cái địa chất yếu và do cái tình hình mưa lũ lụt hàng năm rất lớn, cho nên là cái việc là xuống cấp cũng như là cái sự cố nó xảy ra trên cái chính này nó hàng năm nó thường nó xảy ra. Hiện tượng sụt lún, nứt nẻ kênh chính Đô Lương diễn ra trên toàn tuyến, một phần do công trình được xây dựng hàng chục năm không được tu bổ kịp thời. Tuy nhiên, rất nhiều vị trí sụt lún mái bờ kênh và mặt đường lại nằm trong gói thầu CK2 từ nguồn vốn JICA, vừa được bàn giao vào tháng 8 năm 2023 và chưa hết hạn bảo hành. Cái hư hỏng nó thuộc vào trong cái phạm vi của dự án JICA 2 thi công.
thì sẽ thực hiện công tác bảo hành. Còn cái phạm những cái hạng mục hư hỏng mà không thuộc phạm vi thi công của gói thầu của dự án RK2 thì để đó công ty Bắc sẽ tiến hành các cái thủ tục để xin trình các cái cấp trên để bổ sung xử lý. Được biết, trong khi chờ các cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục hư hỏng, trước mắt để hạn chế việc xuống cấp, đảm bảo an toàn cho tuyến kênh, đơn vị quản lý là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Bắc Nghệ An đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm các phương tiện có trọng tải lớn di chuyển trên bờ kênh. Khi bất động sản Hà Nội tăng giá, dòng tiền của nhiều nhà đầu tư đã chuyển hướng về các tỉnh, phát triển hạ tầng kết nối, tốc độ đô thị hóa cao, kinh tế tăng trưởng, tập trung nhiều dự án tốt, dư địa tăng giá. Theo báo cáo của thị trường bất động sản.com.vn, website bất động sản được nhiều người Việt sử dụng, bất động sản Hà Nội trong giai đoạn từ quý 1 năm 2023 đến quý 2 năm 2024 ghi nhận mức tăng mạnh. Cụ thể, giá chung cư tại Hà Nội tăng 31%, nhà riêng lẻ tăng 32%, đất thổ cư tăng 19%. Các tỉnh thành lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh cũng ghi nhận mức tăng giá bất động sản trong khoảng nửa đầu năm 2024. Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh thị trường đầu tư chứng khoán, vàng, ngoại tệ biến động khó lường, cộng với số lãi suất tăng ngân hàng thấp, bất động sản đang trở thành kênh đầu tư hấp dẫn. Điều này thúc đẩy một số nhà đầu tư tìm kiếm những khu vực tiềm năng có dư địa tăng giá cao, như các tỉnh thành có hạ tầng phát triển mạnh với nhiều dự án lớn. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội vừa qua đã ban hành quyết định số 55 có các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá đất. Các yếu tố này sẽ được phân tích để đưa ra mức giá phù hợp, điều chỉnh giữa tài sản được định giá và tài sản so sánh. Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức tư vấn xác định giá đất đề xuất cụ thể trong báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất. Có 8 yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá đất phi nông nghiệp, trong đó có tình trạng ngập úng khi mưa lớn. Cứ mưa là ngập, hay việc nước tràn vào hầm để xe khu đô thị nếu không kịp chuyển phương tiện ra ngoài là hỏng. Thời điểm ngập thì nó sẽ là tầm 2 mét đến 3 mét nước. Thiệt hại về thiết bị điện, tủ lạnh các kiểu là hiện tại có 4 xe và tất cả đều chết máy và không thể sử dụng. Hễ mưa là ngập lụt nghiêm trọng. Tuy nhiên, tồn tại một nghịch lý là giá bất động sản tại khu vực này lại không ngừng tăng cao. Theo dữ liệu của bấtđộngsản.com.vn, từ năm 2021 đến nay, tốc độ tăng giá của căn hộ phía Tây Hà Nội cao hơn căn hộ các khu vực khác trung bình từ 7 đến 15%. Từ đầu năm 2024 trở lại đây, giá bất động sản từ 90 đến 100 triệu đồng một mét vuông là mức trung bình tại vị trí gần với đại lộ Thăng Long. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố, thay thế các quy định trước đó về xác định giá đất. Các yếu tố này sẽ được phân tích để đưa ra mức giá phù hợp, điều chỉnh giữa tài sản được định giá và tài sản so sánh. Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức tư vấn xác định giá đất đề xuất cụ thể trong báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất có 8 yếu tố ảnh hưởng việc định giá đất phi nông nghiệp, trong đó có tình trạng ngập úng khi mưa lớn. Quyết định này nhằm đảm bảo minh bạch, công bằng trong việc định giá đất, đồng thời cũng khuyến khích các chủ đầu tư quan tâm đến việc cải thiện hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, tiêu chí này cũng khiến nhiều người băn khoăn. Thì chúng ta cần phải xem xét rất là nhiều các yếu tố mang tính chất mà thường là cố định. Ví dụ như là vị trí thì chúng ta nhận thấy rằng là nó luôn luôn là duy nhất. Ví dụ như yếu tố ngập lụt, có phải là yếu tố lúc nào cũng là như vậy hay không? Hay là những yếu tố này hoàn toàn là có thể cải thiện được nếu mà chúng ta đánh giá theo cái tiêu chí mà hoàn toàn có thể cải thiện được, sau này chúng ta lại phải đánh giá lại. Đề xuất về giá đất thì rất khó, về cái giá đất nó phải tuân thủ thị trường ở cái vùng đấy, có thể là ở mỗi vùng lại có cái giá khác nhau, cho nên cái này không thể nói được, nhưng phải tùy thuộc vào cái chuyện là ở các cái vùng nào. Thế như tôi đề nghị, tức là có lẽ đề nghị các cái cơ sở chính quyền thì cũng nên có cái quy định một cái giải mềm thôi, để cho cái giá đất cái vùng đấy nó không được quá cao so với những cái địa điểm xung quanh.